Xin chào mừng tất cả các em. Không khí mùa xuân đang đến gần rồi. Cô chúc các em và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng đứng lên chúng ta khởi động nào. Cô trò chúng ta sẽ hát và vỗ đệm theo bài hát Hoa lá mùa xuân nhé. Cô trò chúng ta vừa khởi động rất sôi nổi với bài hát Hoa lá mùa xuân. Bây giờ cô mời các em cùng hướng mắt lên màn hình, quan sát một số hình ảnh sau của cô nhé. Cô có hình ảnh thứ nhất, hình ảnh thứ hai, hình ảnh thứ ba và hình ảnh thứ tư. Hãy cho cô biết, nhìn vào những hình ảnh trên làm em liên tưởng đến điều gì? À đúng rồi các em ạ, khi nhìn vào những hình ảnh trên, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến không khí của ngày Tết. Ngày Tết, chúng ta được quây quần bên gia đình, được gói bánh chưng, được nấu bánh chưng, được quây quần cùng gia đình bên bữa ăn và được nhận thật nhiều lì xì phải không nào? Có rất nhiều ca khúc hay nói về không khí đoàn tụ, ấm áp, vui mừng trong ngày Tết. Và giờ học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một bài hát như thế nhé. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu tiết số 19, học hát bài Chúc mừng, nhạc Nga, lời Việt của nhạc sĩ Hoàng Lân. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về đất nước Nga xinh đẹp các em nhé. Đây là vị trí của nước Nga trên bản đồ. Nước Nga, tên đầy đủ là Liên bang Nga, là một quốc gia cộng hòa liên bang nằm ở phía bắc của lục địa Á-Âu. Đây là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Nga là một nhà nước cộng hòa liên bang với 85 thực thể liên bang. Các em thân mến, nước Nga rất nổi tiếng với một công trình vĩ đại. Đó chính là nhà thờ thánh Basil. Nhà thờ thánh Basil nằm ở phía nam quảng trường đỏ của thủ đô Moscow. Nhắc đến Nga, chúng ta còn biết tới với những trang phục lộng lẫy nhiều màu sắc mang phong cách riêng của Nga. Ngoài ra, nước Nga còn rất nổi tiếng với những búp bê xinh đẹp. Cô mời các em hãy cùng chiêm ngưỡng nào. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu đôi nét về đất nước Nga xinh đẹp. Bây giờ cô mời các em tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Hoàng Lân, người đã viết lời mới cho bài hát Chúc mừng mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay nhé. Đây là hình ảnh nhạc sĩ Hoàng Lân. Các em thân mến, nhạc sĩ Hoàng Lân sinh năm 1942 tại Hà Nội. Ông cùng người anh em sinh đôi tên là Hoàng Long. Hai ông đã trở thành một cặp nhạc sĩ quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam. Hai ông đã được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012. Bài hát Chúc mừng với giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển, diễn tả tình cảm thân thiết, ấm áp của những người bạn trong ngày vui gặp mặt. Các em thân mến, bài hát Chúc mừng được chia làm 4 câu hát. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô chúng ta đọc lời ca theo tiết tấu nhé. Cùng đàn, cùng hát, vang lừng, họp
vào ngày Tết tưng bừng, nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Nhớ mãi phút giây êm đềm sống bên nhau bao bạn hiền, hát lên tình thiết tha lâu bền. Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu lời ca của bài. Bây giờ cô mời các em hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài hát mẫu nhé. Vừa lắng nghe giai điệu của bài hát mẫu, chúng ta đã sẵn sàng để cùng cô học hát từng câu chưa nào? Mình bắt đầu nhé. Các em thân mến, với mỗi câu hát, lần đầu tiên cô sẽ hát mẫu, lần thứ hai cô mời các em nghe nhạc và ghi nhớ độ cao của câu hát, lần thứ ba chúng ta sẽ tự mình trình bày lại câu hát ấy. Cô trò chúng ta đến với câu hát thứ nhất, cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng. Cô mời các em nghe nhạc. Hãy thể hiện lại câu hát này nhé. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 2. Ở trong câu hát này các em lưu ý, ca từ hát khi hát chúng ta ngân dài 1 phách rưỡi. Ca từ thân ở cuối câu khi hát chúng ta ngân dài 3 phách. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu. Nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Cô mời các em nghe nhạc. Hãy thể hiện lại câu hát này nào. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta nối câu 1 và câu 2 lại nhé. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng, nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Cô mời các em tự thể hiện lại 2 câu này. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục với câu hát số 3. Ở trong câu hát này các em lưu ý, ca từ dây, ca từ bao khi hát chúng ta sẽ ngân dài 1 phách rưỡi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng lắng nghe cô hát mẫu nhé. Nhớ mãi phút giây êm đềm sống bên nhau bao bạn hiền. Cô mời các em nghe nhạc nào. Hãy thể hiện lại câu hát này các em nhé. Cô trò chúng ta cùng đến với câu hát số 4. Ở trong câu hát này các em lưu ý, ca từ tha khi hát chúng ta sẽ ngân dài 1 phách rưỡi. Ca từ bền ở cuối câu khi hát chúng ta sẽ ngân dài 3 phách. Cô mời các em lắng nghe cô hát mẫu nào. Hát lên tình thiết tha lâu bền. Cô mời các em nghe nhạc nhé.
Hãy thể hiện lại câu hát này nào. Cô trò chúng ta sẽ cùng nối câu 3 và câu 4 các em nhé. Các em lưu ý, hát với tính chất nhẹ nhàng. Cô mời các em tự thể hiện lại hai câu này nào. Vậy là cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong bốn câu hát của bài Chúc Mừng rồi. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô chúng ta ghép toàn bài lại nhé. Đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng, nhịp nhàng cùng hát vui bên người thân. Nhớ mãi phút giây êm đềm sống bên nhau, bao bạn hiền hát lên tình thiết tha lâu bền. Cô tin chắc là tất cả các em đã thể hiện rất tốt bài hát rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy tự mình thể hiện bài hát với nhạc không lời nhé. Để giúp các em giữ vững nhịp phách khi thể hiện bài hát, thì bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô, chúng ta hãy hát kết hợp với gõ đệm theo phách nhé. Cô mời các em cùng quan sát và lắng nghe cô làm mẫu với câu hát thứ nhất. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng. Hãy thực hiện cùng với cô câu này nào. Cùng đàn cùng hát vang lừng, họp vào ngày Tết tưng bừng. Cô tin chắc là tất cả các em đã thực hiện được rồi. Vậy thì bây giờ cô mời các em cùng thực hiện toàn bài với nhạc không lời nhé. Để thay đổi không khí của giờ học ngày hôm nay, cô mời các em cùng chơi một trò chơi với tên gọi bày mâm ngũ quả. Các em hãy giúp mẹ của mình bày mâm ngũ quả bằng cách trả lời thật đúng những câu hỏi sau của cô nhé. Câu hỏi thứ nhất: gia đình em thường làm gì vào dịp Tết? À đúng rồi, vào dịp Tết, gia đình chúng ta thường gói bánh chưng, nấu cỗ, cúng giao thừa. Câu hỏi số 2: trong dịp Tết, em thường được bố mẹ đưa đi đâu chơi và đến nhà ai để chúc Tết? Đúng rồi các em ạ, Tết chúng ta được đưa đi chơi, đến thăm ông bà, thăm người thân, thăm người lớn tuổi, thăm họ hàng của mình phải không nào? Câu hỏi tiếp theo: ngày Tết, trẻ em được người lớn quan tâm như thế nào? Rất
chính xác. Ngày Tết, trẻ em được người lớn mua cho quần áo mới, đưa đi chơi và được nhận thật nhiều lì xì. Câu hỏi cuối cùng, Tết vào mùa nào ở trong năm? Đúng rồi các em ạ, Tết được diễn ra vào mùa xuân. Các em thân mến, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu tiết số 19, học hát, chúc mừng, nhạc Nga, lời Việt, Hoàng Lân. Thông qua bài học, cô hy vọng các em sẽ thấy yêu quý ngày Tết cổ truyền, yêu quý gia đình của mình hơn, vâng lời ông bà, cha mẹ để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ. Các em hãy cùng nhau ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn nhé. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.